Thái Lan những tháng gần đây liên tục xuất hiện những vụ máy bay rơi kỳ lạ, tất cả hành khách không một ai sống sót, mặc cho các chuyên gia đã kiểm tra các bộ phận kỹ lưỡng, những vụ tai nạn cứ liên tiếp xảy đến một cách bí ẩn. Câu chuyện chính bắt đầu với các hành khách của máy bay 407, bọn họ gồm những người xa lạ cùng đi trên một chuyến bay định mệnh. Một gia đình 3 người, một cặp vợ chồng ngoại quốc, một bà lão, một cô gái người Hồng Kông, một anh thanh niên vui vẻ, một nhà sư, 3 nữ tiếp viên cùng một anh chàng gay, trong đó có một cô gái tên Niu, cô ta từng bị mắc bệnh rối loạn lo âu do áp lực độ cao, nghỉ ngơi một thời gian giờ mới quay lại công việc. Người yêu của cô là anh chàng tên Ben, làm kỹ sư kiểm tra thiết bị cho máy bay. Chuyến bay 407 đã sắp sửa cất cánh, ai nấy đều vui vẻ ổn định chỗ ngồi, cô gái Hồng Kông và anh thanh niên vui vẻ làm quen với nhau. Tuy nhiên gia đình 3 người này lại đang có xích mích, đứa con gái tên Gip không thích cha mẹ mình nên quay đi ngồi chỗ khác. Đang chơi game, bỗng một quả bóng từ đâu lăn đến chân cô bé, nhìn lên thì thấy một đứa bé đang nhìn mình chằm chằm, Gip liền giữ trái bóng bên cạnh mà tiếp tục chơi game. Một lúc sau nhìn qua thì trái bóng đã biến mất, cô bé bất ngờ nhìn xung quanh nhưng không thấy đứa bé kia đâu nữa. Về phần anh chàng Ben, trong lúc kiểm tra máy bay, bất ngờ phát hiện điều kỳ lạ bèn nhảy vào bên trong thân máy. Ben phát hiện một vật khả nghi, bất ngờ phía sau lưng anh ta, một cái bóng ai đó đi ngang qua. Vừa lúc đó, chiếc máy bay bất ngờ cất cánh, Ben hoảng hốt gọi bên ngoài nhưng không ai nghe. Thế là anh ta đã chính thức bị mắc kẹt. Về phần các tiếp viên, đang lên kế hoạch phục vụ hành khách chuyến bay, trong lúc Niu đang lấy thức ăn, bỗng cô hoảng hốt nhìn thấy cái bóng phía sau lưng, xoay qua thì đã không còn nữa, thì ra Niu vẫn còn bị ám ảnh bởi căn bệnh rối loạn trước đây của cô. Niu sau đó bèn đi ra ngoài, Gip và ông thầy sư nhìn theo thì kinh hãi khi sau lưng cô tiếp viên bỗng xuất hiện những dấu chân hình vệt máu đáng sợ. Gip xoay qua thì thấy ông thầy sư đã liên tục nhắm mắt tụng kinh niệm Phật, ông ta liên tục bảo mình không thấy gì hết. Về phần anh thanh niên, sau một hồi cũng tán tỉnh được cô gái Hồng Kông, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh ta sau đó đi vào toilet, trong lúc đang rửa mặt, một bàn tay đen xì từ phía sau xuất hiện, nó chạm vào mặt anh ta rồi tan biến. Phía bên ngoài, người đàn ông ngoại quốc bỗng đứng dậy, ông ta bảo mình không thở được, gương mặt trắng bệnh ghê rợn, đầu ông ta từ từ xoay 360 độ trước sự kinh ngạc của những người xung quanh. Người đàn ông sau đó đã xuống, tưởng như đã chết, thế nhưng ông ta lại tỉnh dậy như không có gì xảy ra. Về anh chàng Ben, do va đập khi máy bay cất cánh đã bị chấn thương vùng đầu. Anh ta cố hết sức bấm nút báo khẩn cấp, bất ngờ phía sau anh ta xuất hiện những bóng người mờ ảo, nhìn anh ta chằm chằm đầy ghê rợn. Trong lúc đó, các phi công máy bay đã nhận được tín hiệu từ khoang phía dưới, liền cử đội phó đi kiểm tra. Cậu ta đi xuống thì phát hiện ra Ben, liền mang anh ta lên chữa trị vết thương. Trong lúc đó, anh đội phó vẫn tiếp tục ở khoang phía dưới kiểm tra, bỗng nhiên anh ta thấy chiếc máy bay lúc này trở nên cũ kỹ, rỉ sét khắp nơi. Vừa xoay qua thì bất ngờ hai bóng ma từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hù dọa, anh ta la hét trong kinh hãi. Niu sau đó đi xuống thì thấy anh đội phó đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt đờ đẫn, nói rằng muốn gặp đội trưởng nói chuyện. Anh ta sau đó bỏ đi, Niu nhìn thấy thì kinh hãi khi cái bóng dần dần mờ đi. Phía bên ngoài bầu trời, chiếc máy bay dần bị phân hủy, nhìn chẳng khác nào một chiếc máy bay ma ám. Bên trong cô tiếp viên đang đẩy xe thì bị ngất xỉu, những hành khách cũng bắt đầu những triệu chứng khó thở, ở phía buồng lái, ông phi công đã bị hồn ma che mắt. Gip nửa tỉnh nửa mê, cô bé nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi bóng, nó sau đó ném vào cô bé một cái đầu đáng sợ. Niu trong lúc hoảng loạn, nhìn thấy một chiếc xe đồ ăn đang di chuyển như có ai đẩy. Bất ngờ một nữ tiếp viên người đầy máu xuất hiện, cô ta hỏi những hành khách có muốn dùng thêm đồ ăn không. Vừa lúc đó Ben liền nắm lấy tay của Niu, khiến cô ta choàng tỉnh khỏi ảo giác. Sau một lúc, những hành khách cũng có các bình oxy dự phòng, bọn họ lo lắng về tình trạng của chiếc máy bay. Cậu tiếp viên gay khóc lóc sợ hãi sẽ chết, cô con gái thì ôm đầu, miệng bảo nơi này có ma. Ben liền trấn an, cậu nói rằng do áp suất khiến não sinh ra ảo giác mà thôi. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng điều đáng lo bây giờ mới bắt đầu, oxy chỉ còn đủ cung cấp thêm 15 phút nữa. Sau đó tất cả sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Ben xung phong đi xuống buồng máy để kiểm tra, Niu thấy vậy cũng đi theo anh ta. Cặp vợ chồng Tây nghe thấy tin oxy sắp hết thì ôm nhau khóc lóc. Bà mẹ nhìn thấy cụ bà khó thở, sử dụng nhiều oxy thì liền quát vào mặt bà ta. Cô gái Hồng Kông thấy vậy thì liền tức giận với bà mẹ, mọi người trong lúc nguy hiểm đều lộ ra bản tính thật của mình. Về phần Niu và Ben, đã đi xuống dưới buồng máy, bọn họ cố gắng sửa chữa thiết bị cung cấp oxy. Một lúc trôi qua, Niu đã hết dưỡng khí, cô bắt đầu gục xuống đất, những hồn ma xung quanh lại xuất hiện nhìn cô gái. Các hành khách cũng dần ngất đi vì thiếu oxy, bọn họ nằm la liệt khắp nơi, bỗng một chiếc xe đẩy ghê rợn từ đâu xuất hiện, nó di chuyển dần dần về phía bọn họ. Anh thanh niên thấy vậy thì lấy hết can đảm đi đến chặn lại, vừa lúc đó cô gái Hồng Kông như bị ai nhập, cô ta co giật liên tục, những người khác nhìn cảnh tượng thì sợ hãi vô cùng. Cô gái sau đó đứng dậy, giọng nói trở thành một người khác. Niu đang ở đâu? Cô ta đang ở đâu? Cô ta đã bỏ chúng tôi lại, tất cả các người sẽ phải chết. Vừa lúc đó, điện và oxy bắt đầu có trở lại, bọn họ vui mừng ôm lấy nhau. Cô gái trẻ cũng tỉnh lại. Cậu tiếp viên sau đó phát hiện bà cụ già đã chết từ lúc nào vì bị thiếu oxy. Thấy Niu và Ben vừa từ dưới lên, bà mẹ đã chạy đến quát cô gái, hỏi rằng cô đã làm gì để những hồn ma theo ám chúng tôi. Ông sư thầy liền bảo, ma không có thật mà chỉ là một dạng sóng năng lượng, không thể làm hại con người.
Bà mẹ nghe vậy nhưng cũng không đồng ý, liền bắt Liêu phải tách khỏi nhóm. Ben thấy vậy thì cũng đi chung với cô gái. Vừa đến toa sau, bọn họ ngạc nhiên khi những hành khách khác đã biến mất từ lúc nào. Bất ngờ lúc đó, những giọng cười từ đâu vang lên. Cả nhóm liền co vào nhau sợ hãi, điện cũng bị mất đột ngột, những cái bóng lượn lờ xung quanh. Cả bọn thấy vậy thì chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Một lúc sau mọi thứ cũng dần im lặng, Liêu cuối cùng cũng chịu kể mọi thứ. Thì ra 10 năm trước, cô từng phục vụ trên một chuyến bay kinh dị. Những hành khách và tiếp viên đột ngột trở nên điên loạn. Cuối cùng vì bỏ mặc mọi người mà đi trốn, nên chỉ còn mình Liêu sống sót. Bọn họ đã trở thành hồn ma, chờ cô gái ở chiếc máy bay này suốt 10 năm. Liêu sau đó tiến đến dọi đèn thì hoảng hốt khi thấy hồn ma những nữ tiếp viên lúc trước. Cả đám bỏ chạy toán loạn. Cô gái Hồng Kông không may bị vấp ngã, cô ta liên tục kêu cứu. Anh thanh niên thấy vậy thì ở lại định giúp đỡ. Bất ngờ cô gái lại bị nhập, cười khúc khích. Cô ta sau đó đứng dậy, múa những động tác kỳ lạ đáng sợ. Anh thanh niên thấy vậy thì luôn miệng xin lỗi. Anh ta sau đó bình chữa cháy đập liên tiếp vào đầu cô gái. Hai vợ chồng nước ngoài sợ hãi bỏ chạy vào toilet. Cậu thanh niên thấy vậy cũng đập cửa xin vào, tuy nhiên lại bị bọn họ chặn cửa. Bất ngờ người vợ nhìn thấy bóng ma xuất hiện trong gương, bà ta la hét kinh hãi. Vừa lúc đó, cậu thanh niên đập cửa bất ngờ bị hụt tay, phá cánh cửa sẵn đập một phát vào đầu ông chồng, khiến ông ta chết ngay. Cả nhóm sau đó gặp lại nhau ở phòng dụng cụ, ai cũng trong tâm trạng lo lắng sợ sệt. Bà mẹ nhìn thấy cô bé Gip đang ngồi, định đến nắm tay cô bé thì bất ngờ cánh tay đứt làm đôi, nhìn lại thì thấy một hồn ma cháy đen ghê rợn, vừa dọi đèn vào thì đã biến đâu mất. Cô bé gái cũng không thấy. Bà mẹ lo lắng đi tìm đứa con, bọn họ sau đó chia làm hai nhóm. Bà mẹ và ông thầy sư đi ra phía buồng bên ngoài, bất ngờ nhìn thấy xác bà lão lúc nãy nằm gục dưới sàn. Cả hai sợ hãi đi đến kiểm tra, lật lên thì thấy bà ta chết trong tư thế mở mắt. Cả hai định bỏ đi, bất ngờ bà lão dùng tay nắm lấy chân bà mẹ, bà ta sau đó lao đến tấn công hai người. Ông thầy sư định chạy đến giúp đỡ, bất ngờ bà lão há miệng ra, những con ruồi bay khắp nơi. Ông sư sợ hãi chỉ biết khấn vái, bất ngờ xung quanh ông ta xuất hiện những hồn mà vây quanh. Trong lúc đó, bà mẹ đang giằng co với xác của bà cụ, bà ta sau đó dùng hết sức đẩy chiếc xe đồ ăn đến tấn công bà cụ, một cái rồi hai cái, bà cụ cuối cùng cũng đã ra đi. Bà mẹ vừa xoay qua, bất ngờ nhìn thấy hồn ma đang nằm dưới ghế, thực ra chính là ông nhà sư đang ẩn nấp. Bà ta la hét chạy đến tấn công, ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gãy cổ mà chết. Anh tiếp viên và cô gái ngoại quốc nghe thấy tiếng la thì đi ra ngoài kiểm tra. Vừa ra đã thấy ông nhà sư chết từ lúc nào, bà mẹ ngồi kế bên gục đầu xuống run rẩy. Hai người liền chạy đến kế bên hỏi thăm, tuy nhiên người mẹ giờ đây đã bị rối loạn thần kinh, bà ta nhìn đâu cũng chỉ thấy ma. Bất ngờ bà ta dùng chai thủy tinh đập đầu cô gái ngoại quốc, miệng liên tục gầm gừ, tao sẽ giết mày. Anh tiếp viên sợ hãi bỏ chạy vào bên trong. Trong lúc đó, nhóm còn lại đi xuống buồng máy tìm kiếm cô bé gái. Bất ngờ bọn họ phát hiện ba hồn ma của các nữ tiếp viên lúc trước. Bọn chúng đi đến hù dọa, anh chàng thanh niên sợ hãi, dùng rìu múa may xung quanh để xua đuổi bọn chúng. Anh ta sau đó nhìn thấy một hồn ma đang chỉ tay về phía mình, liền dùng rìu ném vào nó. Bất ngờ anh tiếp viên từ đâu xuất hiện lãnh trọn cú ném vào mặt, cả đám hốt hoảng chạy đến thì thấy cậu ta đã chết. Anh thanh niên khóc lóc xin lỗi, mọi người đều cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Bọn họ sau đó đi lên khoang trên để tìm kiếm cô bé gái. Lúc này những hồn ma đã xuất hiện toàn bộ, bọn chúng bu kín khắp mọi nơi, ai nấy đều khấn vái mà tiếp tục bước. Anh tiếp viên và cô gái Hồng Kông cũng hóa thành ma, nguyền rủa cậu thanh niên đã giết bọn họ. Cậu ta sợ hãi miệng luôn nói xin lỗi. Vừa lúc đó một hồn ma nữ tiếp viên xuất hiện đứng trước mặt. Nghĩ rằng nó cũng là ma, anh thanh niên tiếp tục đi thì bất ngờ bị nó đâm xuyên qua bụng. Nhìn lại thì hồn ma đã hóa thành bà mẹ từ lúc nào. Anh ta không kịp nói tiếng nào, liền gục xuống sàn mà chết. Những người còn lại chạy khắp nơi ẩn trốn. Bọn họ chạy đến khoang trên thì phát hiện cô bé gái đang trốn ở đó. Chưa kịp vui mừng, bà mẹ đã đuổi kịp. Bà ta dùng búa chém liên tiếp vào hai bố con. Ông bố không còn cách nào khác, bèn dùng cây nĩa đâm vào cổ bà ta. Bà mẹ đi loạn choạng, miệng không nói thành tiếng. Bất ngờ cái máy bay chuyển hướng, đâm thẳng xuống đất. Bèn chạy vào buồng lái thì phát hiện phi công đã chết từ lúc nào. Anh ta cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang run lắc dữ dội. Bà mẹ lúc này đã tỉnh lại, liền nắm tay đứa con gái. Bất ngờ chiếc xe đẩy từ đâu trượt đến, nó vướng phải cây búa, khiến hàng loạt cây dao bên trong phóng ra, đâm liên tiếp vào bà mẹ, khiến bà ta chết ngay. Chiếc máy bay lao xuống phía dưới với tốc độ kinh hoàng. Hai bố con lo lắng nhưng chỉ biết cầu nguyện. Ben trong lúc nguy cấp đã liên lạc được với sân bay gần đó. Anh ta nhanh chóng dùng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình điều khiển chiếc máy bay về đúng với quỹ đạo của nó. Sau một pha thót tim, cuối cùng chiếc máy bay đã hạ cánh thành công, vẻ ngoài của nó cũng trở về nguyên trạng ban đầu. Mọi người vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều vui mừng. Tuy nhiên gương mặt của Niu lại không như thế, cô nhìn Ben như nói lời tạm biệt. Một lúc sau, người ta phát hiện ra xác của Niu đã nằm trên máy bay từ lúc nào. Cô gái đã chết nhưng vẫn cố giúp đỡ mọi người thoát khỏi chuyến bay kinh hoàng. Chỉ còn lại hồn ma của Niu chịu giày vò trên máy bay 407 cùng với những hành khách của 10 năm trước. Cô cuối cùng cũng phải trả giá để tất cả mọi người được siêu thoát. Bộ phim đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới.